bây giờ mời các anh chị dành một ít thời gian ngắn ngủi để nhìn lên màn hình. Cùng như anh em là kẻ ngài chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa Mỹ Châu, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm. Thế thì nữ bí ẩn của chúng ta sẽ là như thế nào? Mời cùng gặp nhóm bí ẩn thứ hai. Chúng ta hãy đi tìm người bí ẩn có giọng hát giống nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu. Vàng son một thở tưởng qua ngâu, như dòng nước cuốn chảy về đâu, giọng ca dị dàng còn đâu nữa, không biết ai còn nhớ Mỹ Châu. Tôi là người hát giống nghệ sĩ Mỹ Châu. Hay quá, giọng hay quá. Xin mời. Mẹ tôi thường dạy, người nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát dâng cho đời, như những vị lương y xoa dịu nỗi đau nhân thế, trị tâm bệnh, đem lại niềm vui cười cho khán giả sảng khoái. Tôi là người có giọng hát giống nghệ sĩ Mỹ Châu. Đường về Móng Cổ qua xa sẽ không bao giờ gặp lại. Tôi là người có giọng hát rất giọng nghệ sĩ Mỹ Châu. Một giọng ca, một sắc dốc trời ban, dưới ánh đèn màu rực rỡ hào quang, lộng lẫy xiêm uy điểm trang son phấn, gieo vào lòng bao sầu hương oán hận. Trời ơi, người đã về còn vương vấn khôn nguôi. Tôi là người có giọng hát giống nghệ sĩ Mỹ Châu. Khi bức màn nhung rủ sạch, người về có nhớ tôi không? Vừa vào cởi áo lau son phấn, trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường. Tôi là người có giọng ca giống nghệ sĩ cải lương Mỹ Châu. Tất cả đã được ơi bài son ba ơi. Dạ. Em làm nghề gì? Lúc trước em hay đi hát ở những cái nơi mà có tiệc cưới, tiệc tùng. Thì em ở Huệ vào. Ở Huệ mà vào, ở Huệ là vua. Bây giờ làm nghề gì? Bây giờ thì em đi bán hàng online. Có bạn bên cái chỗ của Lê Dương Bảo Lâm đó nè. Không, em bạn mặt hàng khác không? Em nghệ sĩ mà sao giờ? Chị. Mỗi lần cái online kêu tới em à. Lạ ghê chị. Đâu có gì lạ, em thì cả nước biết mà. Em là diễn viên nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ở đâu? Cái sông Tràng Tiền ở Huế đó. Là nằm trong thành phố hay ngoài thành phố? Một đoàn là nằm ở trong thành phố, một đoàn nằm ở ngoài thành phố. Ừ, ở Huế không có sông Tràng Tiền nha. Chỉ có cầu Tràng Tiền thôi. Là còn sông Hương. Là sông Hương. Chết tè chẹt em nghe lộn. Số 4 ơi. Cái nét vậy thôi. Em là người hát đờn ca tài tử thôi, thay là em trong đoàn ra. Lúc trước thì em chỉ thích đi hát những cái đám, và em hay coi hát cúng đình, thích tài tử ở nhà em tập thôi. Bạn hát giống cô Mỹ Châu là do bẩm sinh hay là do bạn tập luyện? Dạ do bẩm sinh, cái giọng của em nó trầm giống cô thôi chứ em không có tập luyện gì hết. Nhưng mà cái giọng này của em bị trép quá, sao mà hát giống cái cô giọng, Mỹ Châu? Cái nói chuyện bạn là giọng bổng chứ đâu có trầm. Cái lúc chửi thì chép chị. Em chửi thương câu kìa. Nè mấy đứa nhà vô coi lại chim ổng, xe lại chim là chết với chị nha. Thấy không? Không nha. Em số 1 cho chị hỏi nha. Em thích giọng của cô Mỹ Châu hả? Dạ. Em hát thử chị nghe. Không được. Vũ. À, số 1 ơi, em có mê cô Lệ Thủy không? Dạ có. Ngoài cái giọng của cô Mỹ Châu, em có cai được giọng của cô Lệ Thủy không nè? Hát được cô Châu thì nhiều, cô Thủy thì hên xui. Em ca được giọng má giàu không? Dạ không. Không, vậy được rồi Mỹ Châu. Vậy nè, này hỏi má giàu là chúng này nè. Má giàu. Cô số 5 ơi. Con hát được giọng má giàu không cô?
không hát được, giải giọng Mỹ Châu thôi. Thường mình hay gọi giọng cô Mỹ Châu là một cái giọng rất đặc biệt, giọng thổ trầm nam luôn. Cái khó khăn gì khi cô hát giọng của cô Mỹ Châu, tại vì nó trầm tới vậy? Cảm thấy không có khó, vì tôi hát nam và hát nữ, hát đào kép được luôn. Số 2, cho mình hỏi là cái giọng cô Mỹ Châu có những cái điểm gì lạ khác so với giọng của những nghệ sĩ cải lương còn lại? Giọng của cô là mang cái chất của giọng thổ mà giọng trầm của kép nhiều hơn là đào. Khi hát á thì bạn tự tin là ở cái điểm nào bạn giống cô Mỹ Châu nhất? Dạ khi hát thì tự tin nhất là cái điểm mà hát ở giọng trầm giống cô Mỹ Châu, và xuống cái câu hò đó là cái điểm mà bắt chước cô. Và cũng như cái bẩm sinh thì một số anh chị thì cũng nói là giọng trầm giống cô Mỹ Châu. Hỏi đã xong, đã có cơ sở chắc chắn chưa? Nếu chưa có, ban tổ chức đưa cái nữa. Không cần, không cần, không cần. Mời chọn con số. Con số của đội khách là con số 1. Đội chủ nhà cũng y chang như vậy, con số 1. Chúng ta sẽ có kết quả sau vài phút giải lao. Sau giải lao, chúng ta sẽ tìm kết quả. Người bí ẩn là số 1, số 1, số 1, số 1. Sao mà những số khác được? Tôi nhắm mắt lại, câu đầu tiên thôi đã là bạn rồi. Vừa bước ra, cất giọng hát lên là thành vàng son một thở tưởng qua ngâu. Để số 1 quanh tròn ở đây. Các bạn biết không, trong cái cải lương á, có những cái mình không thể giả được. Tại vì có những cái bộ môn á, không phải vấn đề là hát đúng nốt, có kỹ thuật mà hát được. Nó còn là cái đặc trưng, có nghĩa là hát ra cái màu của nó hay không. Còn cái bạn số 1 phát ra cái âm thanh nó là đẹp. Bạn cách bạn nhép tay chân bạn, tôi biết là bạn phải ghìm bạn lại lắm. Bạn mê cô Mỹ Châu thế nội, bạn tưởng tượng bạn là cô Mỹ Châu tới mức độ đó. Bạn phải quên đi, bạn giả bộ, bạn ém lại. Mà cái tay chân bạn ra, mà cái thần thái, cái cách bạn bẻ môi y xì bon. Bây giờ chúng ta đến với vị trí thứ hai. Em tên là Sơn Đăng. Em không phải là người hát giống cô Mỹ Châu mà em một lĩnh vực khác là về âm nhạc của nhạc trữ tình bolero và nhạc truyền thống. Em tên là Phương Tuấn, làm bầu sô. À, làm bầu sô ca nhạc đó các bạn ơi. Em vô em coi có 5 người này, người nào được em mời phải không em? Mời ra hế diễn hả? Em không phải là người hát giống cô Mỹ Châu, em là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Cô tên là Nguyễn Thị Huệ, cô ở Đồng Tháp. Cô không có hát giống nghệ sĩ Mỹ Châu. Dạ, cảm ơn cô. Em tên Xuân Tùng, em đến từ Bạc Liêu. Em là người đi hát tự do. Người hát tự do, mời người hát tự do bước ra đây hát. Xin cảm ơn, xin chào những người bí ẩn. Thưa quý vị thân mến, Đinh Xuân Tùng đến từ Giá Rai, Bạc Liêu sẽ trình diễn giọng hát giống nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu với sự hỗ trợ của hai nhạc sĩ Văn Hậu đàn guitar và nhạc sĩ Văn Quý đàn sến. Sau đây là phần trình diễn giống nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu của Sơn Tùng Giá Rai. Đó. Cô thập xuyên ơi, nở con chốt dai xin trọn đời cất giữ, dù nắng già yêu thương hay lạnh lùng xa. Hay quá. Xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi còn nguyên vẹn ở trong. Trả máu cho tôi là ông
trả cả cuộc đời. Nếu như thế thì sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu ý nghĩa của tình yêu. Cho chứ không đổi chỉ với đau xót biết bao nhiêu. Ông đừng dội xem tôi như tôi là người xa lạ. Đừng dội kính tôi dù tôi là người mong cô. Thù ghét tôi tìm cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dai ta phải trả, tôi chưa đòi xong dội trả cho tôi. Còn riêng tôi, nếu mai một ngày sau khi cuộc chiến chấm dứt, tôi nguyện suốt đời sẽ không dấn thân vào chính chiến nữa, và sẽ sống yên lành bên đồng cỏ hoang vu. Có những lúc nào tôi nhớ đến ông, tôi sẽ đuổi ngựa chạy đến một vùng thung lũng nhỏ, nhặt lá rừng thưa rơi dịu trên lối cỏ. Tôi gọi đến tên ông và ngồi khóc một mình. Đó là tất cả nỗi lòng của tôi đối với riêng ông, dù ông đối với tôi thế nào chân nữa. Vẫn nhớ đến ông không bao giờ quên được, còn biết nguyện cầu cho ông được sống bình yên. Hay quá. Rất hay. Lần đầu tiên nghe Sơn Tùng hát cái lương. Xin khẳng định Sơn Tùng Gia Rai. Tùng ơi, Tùng mê được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em mê tiếng hát của cô Châu từ lúc em còn 9 tuổi lận. Là do mình vô tình phát hiện được cái giọng mình giống cô, hay là do mê rồi mới luyện cho giống? Từ bé em đã ở trong ngôi miếu ở tại chợ Nhân Dân để mà em lo hương khói cho bà, được bà con thương. Và từ đó cuộc sống rất là gian khổ. Em nghe đài phát thanh á, giọng hát đó nó sẽ giữ mãi trong trái tim em. Em năm nay bao nhiêu tuổi anh xin lỗi? Dạ em 33 tuổi. Ở cái độ tuổi này á, thường á là người ta sẽ không thể nào có được cái màu này. Tại vì á, cái con người của bạn nó mang cái tính hoài niệm rất là cao. Là tại vì bạn sử dụng cái ngôn ngữ cũng của cái người xưa. Cái cách bạn sống trong những năm qua đó, nó cũng là sống để trải nghiệm những cái điều nó nằm gói ghém trong cái phạm vi ký ức của mình. Vì vậy bạn cất giọng lên á, nó mang cho người ta nhiều cái kỷ niệm lắm. Mặc dù cô Châu là cái người mà hát cải lương, nhưng mà cô không phải theo cái style đời thường, mà cô theo cái style là nó có cái gì để nó cốt cách, thanh tao. À, và tự nhiên khi mình nghe cô Mỹ Châu hát cái bài thì nó sang sang sao đó. Bạn giữ luôn cái cốt cách của cô, đó là một trong những cái điều rất là hay. Cảm ơn bạn đã mang cho tôi rất nhiều giá trị cảm xúc. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, Sơn Tùng với giọng hát của nghệ sĩ Mỹ Châu.